À, chúng ta tiếp tục chương 7 thiết kế mạch tổ hợp thực tế và bây giờ chúng ta sang cái nội dung thứ tư đó là các mạch điện liên quan đến layout trong cái nội dung này có bốn phần nhỏ chúng ta sẽ nghiên cứu bốn cái mạch mạch thứ nhất đó là mạch so giảm mạch thứ hai là mạch so giảm vector mạch thứ ba là mạch mã hóa ưu tiên dạng cây và mạch thứ tư đó là chúng ta tiếp tục cải tiến cái thanh ghi dịch parent và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên. Sau khi tổng hợp, tức là chúng ta viết cái chương trình VSDL và phần mềm tổng hợp sẽ tiến hành tổng hợp cái chương trình của chúng ta viết, cái này chúng ta đã đề cập nhiều ở chương 6. Thì sau khi tổng hợp xong nó sẽ đi thiết lập phần mềm nó sẽ đi thiết lập vị trí các tế bào. Nó sẽ nối dài các tế bào lại để hình thành nên một cái bố trí vật lý thực tế của cái mạch số mà mình đang thiết kế và cái mặt đó sẽ nằm trong một con chip silic thì ở đây cái từ khái niệm layout chúng ta đôi khi chúng ta chưa có thể hình dung ra được thực tế thì nó cũng rất là quen thuộc nếu chúng ta muốn thiết kế một cái tấm mạch in hàng các linh kiện như thế này để tạo ra một cái sản phẩm điều khiển nào đó thì chúng ta sẽ tiến hành lấy các cái linh kiện rồi trong một cái phần mềm vẽ mạch chúng ta lấy ra chúng ta kết nối chúng lại với nhau thì công việc đó người ta gọi là thiết kế sơ đồ nguyên lý sau khi chúng ta thiết kế đầy đủ cái sơ đồ nguyên lý đó rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang sơ đồ mạch in tức là sơ đồ PCB và lúc bấy giờ chúng ta phải thực hiện cái công việc đi bố trí sắp xếp từng cái linh kiện từng con IC, từng cái tụ điện, từng cái tụ thạch anh, từng cái cổng kết nối vân vân tất cả cái các cái linh kiện có trên cái bò mạch này thì chúng ta phải tự đi bố trí thiết lập vị trí cho từng linh kiện và dĩ nhiên chúng ta phải thiết lập cho nó đúng ha, cho nó hợp lý về về mặt vật lý ha về dây dẫn về tốc độ vân vân thì công việc này người ta gọi là layout ha, tức là đi thiết lập từng vị trí để chúng kết nối với nhau thì như vậy chúng ta đã hình dung layout là cái gì rồi là đi thiết lập các cái linh kiện. Ở đây cái từ placement cũng thế. Ở đây placement chẳng qua là thiết lập các tế bào, ở đây thì chúng ta sẽ thiết lập các linh kiện. Rồi routing có nghĩa là đi nối dây các cái thành phần này lại với nhau và kết quả chúng ta được cái mạch điện như thế này sau khi hàng các linh kiện vào. Và đây là tấm mạch in mà chúng ta chưa có hàng hoặc là chúng ta nhìn cái mặt sau của nó. Rồi như vậy thì chúng ta đã hình dung ra layout là cái gì. Và bây giờ chúng ta sẽ nói thêm. Mặc dù chúng ta không thể sử dụng cái chương trình VSDL để chỉ định cái bố trí chính xác, tức là chúng ta không có cái lệnh nào của cái ngôn ngữ VSDL để cho chúng ta dùng để đi thiết lập vị trí của các tế bào cũng như các dây dẫn không có chuyện đó. Nhưng có thể phát họa ra được cái hình ảnh hay là cái hình dạng của cái mạch điện À, như vậy thì không có thiết lập à, chính xác vị trí nhưng chúng ta có thể hình dung ra được à, cái mạch điện mà mình sẽ thiết kế điều này sẽ giúp cho cái phần mềm tổng hợp và cái quá trình thiết lập vị trí và nối dây để tạo ra một cái mạch điện hiệu quả hơn à, như vậy thì nếu chúng ta biết được cái điều này thì chúng ta sẽ viết chương trình sẽ giúp cho phần mềm tổng hợp tạo ra một cái mạch điện hiệu quả hơn tốt hơn, tối ưu hơn à, Các ví dụ trong phần này sẽ chứng minh cái hình dạng à, tổng thể của cái phần bố trí mạch điện trong chương trình VSDL Và như vậy thì chúng ta có bốn cái ví dụ để đi minh họa cho cái phần Layout Related Circuit này Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào mạch điện đầu tiên Nó là mạch Reducer Circuit à, Mạch so giảm Một cái hàm so giảm thì nó có thể được áp dụng tất cả các phép toán so à, trên tất cả các bit của tín hiệu ngõ vào ví dụ chúng ta cho một cái tín hiệu ngõ vào 8 bit là a a không cho đến a bảy à, thì là sơ đồ khối của cái mạch so giảm có tín hiệu vào là a 8 bit à, nó sẽ thực hiện à, cái, cái hàm so giảm này của cái tín hiệu A ở ngõ vào có cái phương trình như sau. Như vậy thì có một phương, có cái ngõ ra Y, một bit và phương trình diễn tả mối quan hệ giữa ngõ ra Y theo ngõ vào A. Theo cái uh, phép toán là Reducer so thì nó thực hiện như sau. Y là ngõ ra sẽ bằng A7 so với A6 so với A5 so lần lượt cho đến A0. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái sơ đồ khối của mạch reducer circuit và nó đã đã biết được phép toán sò giảm, tức là nhiều bit ngõ vào nhưng chỉ có một bit ngõ ra, người ta gọi là mạch reducer. Và bây giờ chúng ta đi viết chương trình mô tả cái mạch này. Chúng ta khai báo entity là tên của entity là reducer. Tín hiệu A là ngõ vào 8 bit, tín hiệu ra Y 1 bit và kiến trúc chỉ có một lệnh duy nhất. Y sẽ được gắn bằng A0 so A1 so A2 so A3 vân vân so cho đến A7. Như vậy thì chúng ta đã viết cái lệnh này dựa vào cái phương trình của cái hàm reducer. So. Như vậy rất là dễ. Và chúng ta đi xây dựng cái sơ đồ khái niệm cho cái chương trình vừa rồi. Thì chúng ta thấy A0 so với A1 rồi lại tiếp tục so với A2 rồi lại lấy việc ngõ ra so với A3 vân vân chúng ta so cho đến A7 và cuối cùng chúng ta được tín hiệu ngõ ra và cái dạng mạch này người ta gọi là dạng mạch là cascading -cas -cas design hôm trước chúng ta đã có một cái khái niệm là tree ha, tree line bây giờ đến cascading tree line nó giống như là song song vậy còn cascading này là giống như nối tiếp rồi thì với cái mạch này chúng ta thấy được cái điều gì À, chúng ta thấy rằng là tài nguyên sử dụng của cái mạch Reducer 8-bit này sử dụng 7 cổng so và thời gian trễ lớn nhất là truyền qua 7 cổng so này. Như vậy thì chúng ta đã biết được à, mạch điện chi tiết cũng như thông số thời gian trễ của hệ thống. Như vậy chúng ta đã mô tả xong cái mạch Reducer. bây giờ chúng ta đi cải tiến, cải tiến để làm tăng cái hiệu suất của nó. À, chúng ta sẽ thay đổi cái chương trình để có được, à, để thay đổi cái layout của cái mạch điện và chúng ta chỉ thay đổi phần kiến trúc và bây giờ cái lệnh gán cho y chúng ta sẽ viết lại, y sẽ được gán bằng, à, chúng ta nhóm thành một cặp, à, a7 so với a6 thành một cặp, a5 so với a4 rồi hai cái này so lại với nhau tương tự A3 so với A2 thành một cặp A1 so với A0 thành một cặp rồi hai cặp này so lại với nhau rồi hai cái nhóm này chúng ta lại so lại với nhau nữa như vậy chỉ khác là chúng ta thêm vào đây những cái cặp dấu ngoặc ha để mà nó thực hiện ưu tiên mà thôi và như vậy thì chúng ta đã mô tả cái việc đã đã cho thấy được cái sự thay đổi ha và bây giờ chúng ta xem cái mạch điện của nó như vậy thì với cái chương trình ta mới vừa thay đổi thì khi phần mềm nó tổng hợp nó đi thiết lập vị trí và nối dây và kết quả chúng ta được cái mạch điện như thế này. Và mạch điện của cái chương trình chưa cải tiến vậy với cái cách lập trình đó thì chúng ta xây dựng được cái mạch điện như thế này. Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã chứng minh được cái sự thay đổi chương trình. Khi ta thay đổi chương trình thì dẫn đến cái hình dạng tổng thể của mạch điện nó cũng thay đổi theo và cái sự thay đổi này đã mang lại cái lợi gì à, chúng ta là thấy cái mạch hồi nãy chưa cải tiến thời gian trễ à, là lớn nhất là đi qua 7 cổng so và bây giờ với cách cải tiến này chúng ta đã thiết lập lại một cái sơ đồ mạch điện mới và chúng ta thấy bốn cái cặp so này chính là bốn cái cổng so này rồi cặp này so lại chính là cái cổng so này cặp này so lại chính là cái cổng so này rồi hai cặp này so lại chính là cái cổng so này và với cái cách cải tiến này thì chúng ta thấy rằng thời gian trễ bây giờ chỉ còn đi qua ba cổng mà thôi tức là thời gian trễ lớn nhất đi qua ba cổng như vậy thì chúng ta kết luận cái gì à, chúng ta đã sửa chương trình và cái việc sửa chương trình đó làm cho cái phần mềm đi thiết lập vị trí đi nối dây và tạo ra một cái mạch điện hiệu quả hơn hiệu quả ở đây là giảm được thời gian trễ và tăng được cái tần số tức là nó sẽ hoạt động được tần số cao hơn so với cái mạch này và như vậy điều đó chúng ta đã chứng minh à, khi chúng ta lập trình à, cái việc lập trình chúng ta không có cái lệnh nào để thiết lập vị trí cụ thể nhưng cái cách lập trình của chúng ta chúng ta có thể phát họa ra được cái sơ đồ mạch và chúng ta biết cái điều này để chúng ta lập trình tạo ra một cái mạch điện hiệu quả như vậy đây là một cái mạch điện hiệu quả hơn so với cái mạch này. Và như vậy cái ví dụ này đã chứng minh cho các bạn thấy được cái điều đó. Về tài nguyên thì trong hai cái mạch này không có gì thay đổi vẫn là 7 cổng so, nhưng cái mạch này tốt hơn, hiệu suất cao hơn, thời gian trễ ít hơn. Như vậy tôi đã chứng minh xong. Và bây giờ chúng ta đi thêm một xíu nữa. À, chúng ta sẽ tiếp tục với cái mạch điện vừa rồi vì phần phía sau nó có liên quan cho nên trước khi sang phần phía sau thì chúng ta tiếp tục viết lại cái chương trình tức là đi viết lại chương trình cho cái mạch reducer theo một cái dạng khác à, chúng ta cũng có thể sử dụng một cái tín hiệu 8 bit ở bên trong là tín hiệu b để đại diện cho cái kết quả trung gian ở bên trong như trong cái hình này như vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái tín hiệu à, ban đầu à, ta cho b0 là a0 sau đó B0 ta so với A1 ta được tín hiệu B1. Ta lấy tín hiệu B1 ta so với A2 ta được tín hiệu B2. Lấy B2 so với A3 và cứ thế. Và cái này là cái hình ảnh hồi nãy của cái chương trình chưa cải tiến mà chúng ta không có dùng tín hiệu bên trong. Còn cái này là hình ảnh của chương trình ta dùng tín hiệu bên trong. Cái này nói thêm thôi các bạn nha để các bạn hiểu cái phần sau cho nó dễ. Bây giờ chúng ta sửa lại ha, cái uh, chương trình ha, chúng ta sử dụng cái tín hiệu trung gian B ở bên trong để viết uh, kiến trúc ha, và khai báo tín hiệu B kiểu dữ liệu STD logic vector 7 đầu to 0 và begin ha, begin tôi đặt ở bên đây vì thiếu cái không gian bố trí B0 sẽ được gắn bằng A0 ha, giống như trong sơ đồ này B1 sẽ được gắn bằng B0 so với A1 ha, B1 sẽ gán bằng A0 so với B với A1 giống như sơ đồ này. Tương tự B2 sẽ bằng B1 là cái kết quả trước đó so với A2. Và như vậy chúng ta sẽ viết cho đến B7 bằng B6 so với A7. Và cuối cùng cái B7 này chúng ta gán cho tín hiệu ngõ ra Y. Như vậy thì chương trình này được viết lại ha. Và cái sơ đồ mạch điện cũng giống như là chương trình sơ đồ mạch điện chưa cải tiến ha. Rồi thì ở đây chúng ta viết ở dạng từng bit, à, từng bit tức là cái tín hiệu b này chúng ta tách ra từng bit chúng ta viết. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép chúng lại ở dạng vector. Rồi thì một cái vector là có nhiều bit à, như vậy thì chúng ta phân tích cả những gì chúng ta mới vừa viết từ b0 cho đến b7. Như vậy ở đây bạn thấy rằng b0 bằng a0 nó khuyết nó khuyết đi cái đại lượng ở đây là B1 bằng B0 so với A1 như vậy thì ta sẽ thấy rằng ở cái lệnh đầu tiên nó khuyết đi cái vị trí này và khuyết đi vị trí này thì chúng ta thêm bit 0 vào rồi chúng ta thêm cái phép toán so vào ta xem như là B0 bằng A0 so bằng 0 so với A0 và mục đích chúng ta điền cho nó đầy đủ vào để chúng ta đưa về dạng vector rồi thì tín hiệu B bây giờ là từ B0 đến B7 nó hình thành nên một vector. Và khi đó nó full là nó đầy đủ 8 bit cho nên chúng ta có thể dùng cái ký hiệu tín hiệu B luôn ha, không cần phải viết ra chi tiết. Rồi sau đó thì tín hiệu thứ hai chính là tín hiệu từ B6 cho đến B0 nối với tín hiệu nối với bit 0. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đây B6 cho đến B0 nối với bit 0 ha. Như vậy đây là tín hiệu B8 bit ha là cái bên đây, chính là cái bên này. Rồi nó sẽ được uh, gán bằng tín hiệu bên đây, chính là cái nhóm này. so ha uh, so so với A7 down to 0 tức là A7 đến A0. Như vậy đây là tôi cũng còn đang biểu diễn từng bit và bây giờ chúng ta đưa nó sang vector. Như vậy thì B0 đến B7 đến B0 ta viết là tín hiệu B. Được gán bằng B6 cho đến đao tu 0 ha B6 đao tu 0 nối với tính với bit 0 xin lỗi nối với uh, số 0 rồi so với A7. Như vậy thì chúng ta viết ở dạng vector mỗi cái tôi giải thích cho các bạn để đưa về dạng vector. Và khi đó chúng ta viết lại cái chương trình một cách gọn hơn nữa dùng cái lệnh vector vừa rồi. Như vậy thì chương trình ha có hai lệnh tín hiệu B 8 bit từ B7 đến B0 sẽ được gán bằng B6 đau tù không nối với không so với A. Thì đây là kết quả của cái việc giải thích vừa rồi. Và cuối cùng ta lấy tín hiệu B7, bit thứ 7 gán cho ngõ ra Y là xong. Như vậy thì cái phần trình bày thêm chúng ta dùng một cái tín hiệu B trung gian để chúng ta viết theo cách thứ hai cho nó gọn. và để đưa về dạng tổng quát thì chúng ta khai báo thêm một cái biến hằng số width kiểu integer 8 bit và chúng ta sẽ khai cái báo cái tín hiệu b bằng kiểu dữ liệu std logic vector và chúng ta lấy hằng số này ta trừ một là tương đương với 8 trừ một là 7 đau tu không rồi trong cái lệnh gán chúng ta sẽ lấy tín hiệu b bằng b của width trừ hai cái này chính là 6 đau to không nói với không rồi so với I2 giống như cái chương trình vừa rồi Mục đích đưa hàng số vào Để sau này các bạn có thể mở rộng ra 16 bit 32 bit thì chúng ta chỉ cần thay cái hàng số 8 này Bằng các hàng số tương ứng là xong Không cần phải sửa lại chương trình Như vậy đây là một cách lập trình tổng quát dùng hàng số Các bạn nên sử dụng cách lập trình này Để sau này dễ thay đổi ha và như vậy thì tôi đã trình bày xong cái phần thứ nhất mạch so giảm vector đã chứng minh cho các bạn thấy cái việc lập trình cũng như các mạch điện này có liên quan đến cái việc bố trí. Và các bạn xem có gì thắc mắc thì chúng ta trao đổi thêm.